Giữ lời hứa từ tập trước thì trong video hôm nay Yến sẽ bật mí cho các bạn một quán hải sản bình dân rẻ bậc nhất ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Và không chờ gì nữa, đi nào! Hải sản Năm Đảnh nằm trên một con hẻm khá là nhỏ ở đường Trần Quang Khải, phường Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà. Đường đi khá là hoang hoang, nhiều hẻm ngách, do đó mà các bạn nên di chuyển đến đây bằng xe máy nha. Trên đường vào có khá là nhiều quán khác nên các bạn chú ý nhìn biển tên quán rõ ràng. Đúng rồi đấy, đến đúng chỗ rồi đấy. Chú chỉ đường cho. Tuyệt vời luôn. Trời ơi, là trời. Cái quán gì mà nó lại đông như thế này hả? Ngoài thì hơi nắng đúng không? Nhưng mà sáng. Quán mở cửa từ 10h30 đến 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên thì những hôm quán đông khách như cuối tuần thì chỉ đến 18 giờ là dừng nhận khách, vì đã hết hải sản mất rồi. Vậy nên nếu mà muốn thưởng thức thiên đường hải sản ở đây một cách trọn vẹn nhất ý, thì các bạn nên cân nhắc đến quán vào buổi trưa giống như mình này. Mặc dù là con gái nhưng mà khoản nấu nướng của mình thua xa các bạn nam, nên xin nhường lại việc đi chợ cho anh Ân và Nam. Có thể các bạn còn nhớ trong video trước mình đã giới thiệu thì anh Ân là một người bạn mình vô tình quen được ở cùng homestay. Một chàng trai xứ Huế vô cùng nhiệt tình và mến khách. Chuyên mục PR bản thân anh ơi. Độc thân bao nhiêu năm rồi? đấy không ép không như FA rồi. Anh nói một câu mà chuẩn giọng Huế xong rồi anh giới thiệu bản thân tiếng Huế chuẩn. Là đặc tình miền Trung. Phải như thế các bạn ạ. Làm review luôn. Ngon ha. Ngon chấm cay cay. Càng ngon. Cá nhân con review có cái sò. Bầm đường. Cay và hơi hắc một chút. Hơi hắc vị cay á. Kiểu Thái. Nên là chìm sang kiểu Thái. Thế này con trai nhậu thì thích thật. Em chỉ hạn chế thôi, tại vì chuyên bị đau dạ dày. Cũng là sần đến nó đơn sần cả. Không sao, em ăn phần chip được. Còn sốt thì em ăn ít thôi. Okay. Thử tôm nhá. Để đâu được? Bình thường người ta sẽ để ở đâu? Bắp xuống dưới à? Chắc chắn là ăn được hết không đấy? Có phải bóc vỏ gì không ấy? Được hết. Tùy hóa thôi. Nhưng mà bình thường mọi người sẽ ăn như thế nào? Ăn ngang luôn. Nó rõ cái vị nướng luôn ấy. Ăn cảm giác giống cái con mồng muỗng. Biết con thấy không? Con mỏ đồng ấy. Xong rồi nướng lên ấy. Thì màu xanh nha. Không thể diễn tả được, trời ơi ngon quá. Tiếp tục. Ngọt. Em cái hành trong. Rồi, tuyệt vời. Hàu sườn. Đây có hàu sườn này. Sao phân biệt được? Hàng mập bằng cái ổ ấy, mình trắng đấy, to đấy, hàu sườn. Nó béo, hàu sườn. Béo hơn. Ngửi đã. Rất thơm. Không nướng ở miền Bắc. Nha. Mọi người đang đón chờ đấy. Nóng. Nóng. Reviewer quá chất thực. Nóng là tốt rồi. Béo. Đây là món cá đuối nướng, ăn kèm rau sống. Đây là nửa con. Phía trên này là có hành khô. Đây là sốt tương hả anh? Mắm nêm. Mắm nêm. Ok, nhìn giống tương. Nó hơi mùi ấy. Giặt mắm nêm. Ở Hà Nội có lẽ là món mắm tôm. Tôm. Ừ. Đây mắm nêm. Một cái đặc sản của miền Đông ạ. Mắm nêm. Mặc dù là mình rất là no rồi nhưng mà mình vẫn cố gắng để thử nốt cái món mà đặc biệt mà nhất định phải thử luôn, đó là món cá đuối nướng. Rồi và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để ăn cá đuối nướng nha. Ban đầu thì sẽ có bánh, đây là bánh tráng này. Chúng ta sẽ ăn cùng với rau sống này, có salad nha. Rau nó rồi, giá đỗ đâu rồi? Hơi ít giá đỗ, còn hơi ít. Và ăn gần xong rồi mình review. Có rau gì nữa ta? Rau chuối à? Với cả rau cải. Một ít rau sống này. Đây, cá đây. Đây là một phần cá đuối. Đó, xong đó chúng ta sẽ cuộn vào. Cuộn lại. Ok, đây là mắm nêm. Đây là bãi chiến trường sau khi bọn mình ăn các bạn ơi. Tất cả như thế này mà mới chỉ hết có 500.000 mà thôi. Trời ơi. Có cơm, có cá đuối, có hàu, có cái này là mãi là gì anh nhỉ? Chip và tôm, mực. Mà tất cả ở đây siêu rẻ luôn. Bằng 1/3 so với giá của ngoài miền Bắc. Không nghĩ nó rẻ thế luôn đấy ạ. Bảo sao quán này đông như thế. Cảm ơn các bạn đã xem video của Yến. Đừng quên ủng hộ Yến bằng cách like video, comment ở phía dưới và subscribe kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.